Xin anh em, iPhone 6s Plus, iPhone 6s Plus nha. Hiện tại thì mình đang có rất nhiều chiếc iPhone 6s Plus ở đây. Thì anh em cũng biết đấy, đây là những chiếc điện thoại hiện tại ở trong cái phân khúc giá tầm 4 triệu, hơn 4 triệu. Đó, thì tầm hơn 4 triệu thì hiện tại chúng ta có thể mua những chiếc máy gì nhỉ? Chúng ta có thể mua được những chiếc Xiaomi, Redmi Note 8, Note 8 Pro, những chiếc điện thoại Samsung cũ giống như là những chiếc S8 hay S8 Plus, những chiếc điện thoại Samsung mới, những chiếc điện thoại Android. Còn nếu về iPhone ấy thì 6s Plus là một cái lựa chọn là khá ok, bởi vì là ngoài 6s Plus tầm giá đấy thì chúng ta có thể có iPhone 7. Nhưng mà rất là nhiều anh em rất thích là màn hình to, trải nghiệm tốt. Thì ngày hôm nay ấy, mình có những chiếc 6s Plus ở đây và mình sẽ khoe anh em là những món sẽ trải nghiệm tốt được như thế nào. Khi tuổi đời của nó hiện tại là 5 năm rồi đúng không anh em? Ra đời tháng 9 năm 2015 mà. Đến bây giờ là 5 năm rồi. Nhưng nó vẫn là ngon anh em nhé, nó vẫn cho trải nghiệm khá là thú vị, rất là tuyệt vời. Và nhiều smartphone mới ra mắt bây giờ của Samsung trong tầm giá hay là máy Xiaomi mới trong tầm giá thì nó cũng chưa chắc là bằng được. Bởi vì nó là, thứ nhất là iPhone này, thứ hai nữa là nó chạy một cái hệ điều hành này là iOS riêng cho nó. Thành ra rất là ngon, rất là sướng. Ở vực đấy thì ngày hôm nay là mình lại giới thiệu cho anh em thôi. Mình về rất là nhiều iPhone 6s anh em nhé, rất là nhiều luôn. Và hoàn toàn là đủ màu. Và tất nhiên rồi, sẽ không có dung lượng 16GB đâu. Hoàn toàn là từ 64 này, rồi 32, 128. Toàn những dung lượng cao thôi để cho anh em trải nghiệm thoải mái luôn. Và toàn những chiếc máy rất là đẹp. Đây là gần như là những chiếc máy cuối cùng, quần đẹp và quần jean rồi anh em nhá. Đấy, thế nên là ngày nay lại giới thiệu anh em thôi. Anh em mua hàng thì anh em lại vào website bên mình là mmvs. Đặt hàng thì cứ gọi điện đặt cho hàng cho website hoặc gọi điện cho bên mình là theo số điện thoại 02552 6789 nhá. Mình ship share đều toàn quốc cho anh em những chiếc máy này luôn, nhận được hàng kiểm tra ok tất cả thứ mới phải thanh toán đó. 5 năm rồi những chiếc iPhone vẫn ngon. Đây Android đây, thì ví dụ mình có một chiếc điện thoại này cũng ra mắt tầm năm 2016 đấy, Sony XZ, bây giờ thì giá chỉ hơn triệu thôi, dùng thì không thể bằng iPhone được đấy, bỏ qua bên đây. Thì cái việc mà mình vẫn làm cho anh em thôi, gần đây mình làm rất là nhiều clip iPhone, mà tại sao không có clip Android nào cả, bởi vì là hiện tại thì Android là sắp về thôi, nó có dịch mà nó có nhiều cái vấn đề mà chưa thể về ngay được. Bên Hàn Quốc có dịch rồi thì không thể về Samsung Hàn Quốc được đúng không? Bên Trung Quốc thì đang có dịch rồi cũng không thể về được những chiếc điện thoại của Trung Quốc, những chiếc Xiaomi rất là khó về. Sắp mình chuẩn bị về rồi nhưng rất là khó về anh em nhá. Về thì bao nhiêu thì cũng lại hết rồi. Thế nên là thôi cứ giới thiệu cho anh em cái máy mà cũ ở trong cái phân khúc rẻ rẻ như này để cho anh em lựa chọn. Bởi vì những chiếc máy này, máy cũ thì rất là nhiều lợi thế. Ví dụ như anh em mua bên mình trong khoảng thời gian 7 ngày đầu, anh em dùng mà anh em không thích thì có thể đổi sang dòng khác được không? Được luôn. Đó là cái vấn đề nó như thế. Thứ hai, đây là những chiếc máy mà trong phân khúc tầm 4 triệu mà còn zin, còn ngon. Thế nên mình sẽ giới thiệu cho anh em đúng không? Đó, trải nghiệm nó cái gì nhỉ? Thứ nhất là chúng ta vẫn có thể chơi PUBG được. Thứ nhất, thứ hai là màn hình rất là to. Thứ ba là pin rất là ngon. Đấy, màn hình vẫn còn đẹp và sắc nét nha. Để lựa chọn những chiếc máy này thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ bỏ ra mức tầm 4 triệu và cũng sẽ muốn được những chiếc máy rất là đẹp đúng không? Thì anh em cứ xem những clip này để biết được đẹp là như nào và còn gì là như nào nhá. Thì mình phải nói thật với anh em là hiện tại những chiếc máy này nó cũng lâu rồi, thành ra là bây giờ nó không còn nhiều đâu, rất là không còn nhiều. Nhưng nhu cầu thị trường mua những chiếc iPhone 6s Plus là rất là nhiều nhá. Thành ra là những chiếc máy này thì cũng tương đối là lớn, rất là nhiều luôn, trên thị trường rất là nhiều luôn, và để phân biệt nó thì đến bây giờ nó rất là phức tạp và khó. Ngoài cái cách mà chúng ta phải tháo ra bên trong để xem thì những cái bên ngoài là như nào thì mình sẽ nói anh em xem clip này, mình sẽ nói rõ hơn cho anh em biết để mình lựa chọn được cái máy tốt nhất, bởi vì là rất ít cửa hàng cho anh em tháo. Ở bên mình thì mình sẽ tháo cho anh em nhưng rất ít cửa hàng cho anh em tháo, và có phải cửa hàng nào cũng cho anh em tháo đúng không? Thế nên để xem bên ngoài để xác định cho anh em mua cái máy chuẩn hay không ấy, thì ngày hôm nay anh em xem clip này mình dẫn nhá, hướng dẫn sau mình thử trải nghiệm chơi game cho anh em xem thử xem như nào đúng không? Đấy, thì hiện tại mình phải nói thật anh em này, ngoài những chiếc máy được bán ra tại Việt Nam mà bây giờ rất là hiếm, bởi vì là người Việt Nam anh em mình dùng ấy, dùng chán không chê thì mới đổi, hoặc là những người dùng mà dùng được mấy hôm chán bỏ đổi máy khác, hoặc là có điều kiện mà đổi máy liên tục ấy thì cũng rất là ít. Thế nên là những chiếc iPhone mà mã tại Việt Nam bây giờ thì rất là hiếm, thành ra những chiếc máy cũ này đa phần là đến từ thị trường nào nè, thị trường những đất nước phát triển như Mỹ và Nhật. Hiện tại ở trên bàn mình đây có đủ hai mã như thế luôn, là Mỹ và Nhật nhá, để chúng ta cùng xem sau lưng để chúng ta phân biệt được. Thì đi mua máy anh em đều muốn mua được những chiếc máy đẹp đúng không? Đấy, chúng ta có thể, anh em có thể nhìn thấy này, bên mình bán hoàn toàn là máy 99% luôn, rất là đẹp, cùng lắm là bị chóc sơn một tí thôi, cũ một chút thôi. Chúng hoàn toàn không bị cấn nhá, không bị rơi cấn nhá, không bị rơi luôn. Anh em nhớ cho mình là không bị rơi luôn nhá. Đây, còn cái việc chóc sơn là việc hoàn toàn là bình thường. Đây, ví dụ như này. Máy này nó hay bị chóc sơn mà. Đó, đây mình sẽ lấy nét cho anh em xem lại này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy không? Đấy, cái sơn đạn đạn như này là hoàn toàn là bình thường, bởi vì là vỏ zin nó mới bị. Còn vỏ thay nó không bị đâu, nó không bị đâu anh em nhá. Đó, nhưng rất là đẹp như này này. Nó đủ màu luôn. Bên mình thì hiện tại đang rất là đủ màu và dung lượng từ 32GB trở lên anh em nhá. Giá máy chỉ hơn 4 triệu thôi. Cụ thể chi tiết anh em cứ vào mmvs.vn để xem. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Rất là đẹp nha.
Ai cũng muốn lựa chọn cho mình một chiếc máy cũ nhưng mà phải đẹp đúng không? Bản thân mình cũng thế thôi, mua máy cũ nhưng nhìn hình thức phải đẹp. Bởi vì sao? Là rơi móp, rơi cấn thì có thể rơi xong là bị vỡ kính rồi người ta ép lại. Hoặc có thể bị rơi ảnh hưởng phần cứng bên trong. Thế là những chiếc máy rơi anh em không nên chọn nhé, cứ phải đẹp này. Bởi vì mức giá hơn 4 triệu mà đâu phải ít tiền đâu, bỏ ra mua cũng phải cân đối chứ đúng không? Đó. Và cái việc nữa để xem nó ngon lành hay không ấy là vì là anh em đi mua đẹp, thế nên anh em rất dễ dính phải máy đã bị thay vỏ đúng không? Đấy nha anh em nhìn nha. Mình sẽ chỉ cho anh em một cách xem rất là nhanh là anh em để biết được. Hiện tại bây giờ trên thị trường chủ yếu là đến từ thị trường Mỹ và thị trường Nhật. Máy cũ nhá, thì anh em có thể nhìn thấy đây. Hiện tại trên tay mình là hai phiên bản, một là của Nhật, hai là của Mỹ. Anh em có thể nhìn thấy ngay số lượng nó khác. Nó in khác luôn đúng không? Nó in anh em nhìn thế này. Đây là một máy của thị trường Nhật Bản thì nó có in thêm cái về tiêu chuẩn như là bảo vệ môi trường này, tiêu chuẩn điện tử này và thông số cảnh báo nguy hiểm cái gì đó ghi ở đây. Còn Mỹ thì không có. Còn cái dòng bên trên thì gần như là giống nhau anh em nhé. Đấy, dòng trên đều in bằng tiếng Anh và gần như là giống nhau. Quan trọng nhất là chúng ta cùng chú ý đến cái tên modem này. Chút nữa chúng ta có thể so sánh ở bên trong để chúng ta biết được là tên modem này nó có chuẩn hay không, có chuẩn bên trong hay không, để biết được cái vỏ có phải là vỏ đi theo đúng cái bên hay không. Đấy, cái này là rất là quan trọng đúng không? Đó, vỏ đẹp này, chúng ta cùng xem là đằng sau lưng Mỹ hay Nhật. Ví dụ như là trường hợp là chúng ta xem cái tên máy ở đây nhé, mình sẽ bật lên cho anh em xem này. Anh em có thể nhìn thấy này, tên máy là MN320LL nhé, LL dài này. Đây, còn chiếc máy này, đây, chúng ta nhìn thấy này. Đây, MKU92Z. Đó, anh em nhìn thấy không? Z và LL. Đó, thì nó là như thế nào? Thì anh em nhé, Z là Nhật Bản, viết tắt của chữ Japan ấy, LL thì là của Mỹ đâu. Đấy, chúng ta nhìn thấy nhá, LL là Mỹ này, Z đó là Nhật Bản này. Và chúng ta ấn vào cái chỗ này thì nó ra cái tên modem là A1687 nhá, A1687 này. Có rất nhiều tên modem khác nhau, ví dụ thị trường Trung Quốc nó sẽ khác và thị trường Mỹ cũng có xem một số phiên bản của đến từ nhà mạng nó sẽ khác, thị trường Việt Nam nó khác, thị trường châu Âu khác. Đấy, thế nên anh em cứ lưu ý là A1687. Ok, là từ sau. Lại nhìn lại, Mỹ nó không in, Nhật nó có in. Còn nếu mà Nhật mà không in hay là Mỹ mà có in thì cứ yên tâm là vỏ không phải vỏ chuẩn thôi. Và chúng ta còn nhìn nó khu vực này nhé, cũng là A1687 này, A1687 này. Đấy, thế thì trường Nhật và Mỹ đều cùng chung modem là A1687 và trùng bên trong. Thì em cứ yên tâm là vỏ là một phần là vỏ là đúng là theo bên rồi đúng không? Đó, cái nhìn ngay bên ngoài tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhìn đây quả táo này. Đây, đây là một chiếc máy có vỏ là kim loại và hoàn toàn những quả táo này là quả táo rời, không phải là quả táo nằm trên vỏ, anh em có thể nhìn thấy màu hoàn toàn khác. Và nó là một khối tách biệt anh em nhé, nó là một khối tách biệt. Thế nên khi mà hãng người ta gia công ấy thì bao giờ người ta gia công rất là tuyệt vời luôn. Chúng ta có thể sờ tay đây này. À, chúng ta không cảm nhận được nhiều sự khác biệt khi chúng ta thử nhắm mắt vào. Chúng ta sẽ không cảm nhận được cái điều khác biệt nhiều khi chúng ta vuốt ở trên một mặt phẳng bởi vì nó rất là liền mạch. Còn nếu trong trường hợp anh em vuốt táo nó cao hơn một chút hay là lõm xuống một chút thì cái việc đấy rất dễ dính phải trường hợp là bị dán lại cái táo này. Và bao giờ cái màu cũng sẽ là tiêu chuẩn anh em nhé. Ví dụ như đây là một chiếc máy màu xám, anh em nhìn thấy mặt trước màu đen này thì cái đường sau này nó cũng sẽ là màu khá là đen, nó không có đen hẳn đâu nhưng nó cũng khá là đen, anh em nhìn không. Còn đây là một chiếc máy màu hồng thì táo này nó cũng sẫm màu hơn, bóng và nó sẽ có màu hồng. Một chiếc máy màu vàng nó cũng sẽ là màu vàng. Một chiếc máy màu bạc thì nó cũng sẽ là màu bạc. Và anh em lưu ý iPhone 6s Plus nó chỉ có 4 màu như này thôi nhé, nó không có màu xanh, cũng không có màu đỏ luôn, nó không có màu vàng bóng, vàng kim, nó cũng không có màu khác màu tím hay là màu gì đó, mà duy nhất nó chỉ có màu vàng này, màu bạc này, màu xám này và màu hồng như này thôi. Đó là cái vấn đề anh em phải lưu ý là như vậy. Và tất nhiên đỏ táo nó sẽ là những cái màu khác nhau. Ngay từ một mặt sau lưng là chúng ta có thể nhận biết thêm một cái phần nữa. Chúng ta hãy cùng nhìn thì ra thì nhận thấy là tất cả những cái giải anten của những chiếc máy màu hồng và màu vàng này nó có một cái màu trắng sứ. Đây mình sẽ kéo lên cho anh em xem, nó sẽ có một cái màu trắng sứ anh em nhé. Đó, trên chiếc máy màu xám thì nó sẽ là màu xám hơi đục đục, và trên chiếc máy màu bạc nó cũng sẽ là màu xám, màu trắng và cũng hơi đục, đục chứ không màu trắng sứ như trên hai chiếc máy này. Thế nên anh em lưu ý là nếu trường hợp anh em mà mua chiếc máy màu đen mà nó lại màu trắng hay chiếc máy màu này nó màu trắng hơn ấy thì đấy cũng không phải vỏ chuẩn đâu. Mà mặc dù là mình phải nói thật với anh em, nếu người ta đi dựng máy thì người ta những chiếc vỏ mà Trung Quốc người ta sản xuất ấy thì người ta sẽ làm rất là màu, rất là tiêu chuẩn luôn, nhưng mà nhiều khi để vớ phải cái ngoài mà nó không tiêu chuẩn thì sao. Đấy là cái vấn đề mình vẫn muốn nói đến cho anh em. Và ngay sau lưng chúng ta sẽ xem được một phần nữa, ngay từ mặt sau lưng chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều thứ để biết là chiếc máy có phải chuẩn hay không đúng không. Đây và nhìn thấy nhá, iPhone 6s Plus trở lên phần camera chính nó là được làm
một lớp phấn trên đen, rất là đen, rất là tuyệt đối luôn. Nên khi chúng ta thấy nó nằm bên trong camera, chúng ta sẽ nhìn thấy một khối đen kít đến kịt luôn. Đây thì đều rất là khó nhìn thấy phần camera bên trong luôn. Không giống như chiếc iPhone 6 Plus thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái viền camera bên trong này. Mình không còn một chiếc 6 Plus nào ở đây để cho anh em xem, nhưng anh em cứ nhớ là như vậy nha. Chúng ta có nhìn thấy này, một khối rất là đen luôn. Và mình được biết là nếu mà thay vỏ ấy, thì cái kính này nó không chuẩn ấy, thì nó sẽ không nhìn thấy một khối đen được như này, mà nó vẫn là đen, nhưng chúng ta có nhìn thấy một cái mép gì đó ở xung quanh. Thế nên khi anh em xem những chiếc máy này, anh em cứ nhìn lại camera xem nó có đen hay không. Đó, anh em nhìn không? Tất cả những máy bên mình nhập về hoàn toàn là nguyên zin hết. Đó, chỉ có thay pin, đúng không anh em? 5 năm rồi, thế nên là phải thay pin. Đó, anh em nhìn đâu, rất là đen nha. Ngay từ sau lưng là chúng ta có thể nhận thấy là liệu máy này có chuẩn, còn chuẩn hay không ấy. Đấy, con nào như con nào thôi, rất là đen này. Đó, anh em thấy không? Rất là đen luôn, không có nào lệch lạc để cho anh em xem thử luôn, bởi vì về là lựa chọn hết rồi. Đó, anh em nhìn không? Rất là đen luôn. Đấy, và chúng ta có thể nhìn thấy được, nhận được cái vấn đề như thế. Đấy, còn tiếp nữa nha. Đây, bên cạnh camera thì nó có một cái mic ghi âm của camera. Trên nó sẽ có một cái màng màu đen, nếu không có màng nhìn sâu được vào bên trong thì có vấn đề. Nếu mà cái màng có một cái màu khác, ví dụ màu bạc thì có vấn đề. Nếu mà cái màng này nó không được đều, nó không lồi lên mà nó lõm xuống thì có vấn đề. Anh em nhìn thấy không? Nó sẽ lồi lên một chút, thấp hơn một tí thôi. Và phía này là phía đèn flash cũng như vậy, nó sẽ có một cái kính bao phủ, nó sẽ rất là gần như là bằng luôn, nó chỉ thấp xuống một chút xíu thôi so với cái vỏ anh em nhé. Nó không bằng hoàn toàn, nó sẽ thấp xuống một chút xíu. Đó, anh em nhìn thấy nha. Đấy, và anh em nhìn kỹ là cái mép của cái đèn flash này và mép của cái loa này được phay, nó được phay này, anh em nhìn thấy không? Đấy, nhìn thấy bóng bóng không? Bởi vì là nó được phay bóng, cũng giống như dưới chân sạc này và chân loa này. Đó, và chúng ta sẽ nhìn thấy mép nó sẽ được phay một chút này. Nó sẽ không phay nhiều như iPhone 6, không như phay nhiều như iPhone 5S, nhưng cũng sẽ được phay một chút, chứ nó không bị sơn tràn này đâu anh nhé. Em lưu ý là không bị sơn tràn đâu, anh em nhìn thấy bóng bóng không? Đó, và bao giờ đây là những chiếc máy đã qua sử dụng rất là lâu năm rồi. Thế nên là anh em lưu ý một điều nữa là nó phải bụi bẩn này, anh em nhìn thấy không? Chân sạc rất là cũ, mình sẽ lấy cái màu trắng cho anh em xem. Đấy, anh em nhìn thấy không? Chân sạc của chiếc màu trắng này rất là cũ này, rất đen này. Đấy, chân tai nghe cũng vậy. Xem có một chiếc máy nào mà nó đẹp đẹp hơn một chút không, rất là đen này. À đây, có một chiếc màu hồng này, thì có lẽ là cắm ít hơn này, chúng ta nhìn thấy là nó sẽ bị ngà ngà này. Đó, nhưng vẫn bị đen. Bởi vì sao? Chân sạc mà trắng mà đẹp quá ấy, thì nó là chân sạc thay rồi anh em nhé. Anh em lưu ý như vậy. Chân sạc còn ngon, còn zin là nó phải bẩn và đen, bởi vì nó là máy đã được sử dụng rồi. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ không dám đòi hỏi là máy được quá là hoàn hảo. Nó sẽ có những chỗ phần sơn nó bị nhạt hơn một chút, ví dụ như chỗ này người ta lắp một ốp vào đây thì bên trong này nó có sẽ có cái màu khác hơn một chút bên ngoài, là cái chuyện hoàn toàn bình thường. Hay thậm chí là vòng xung quanh quả táo này, hiện tại mình không có con nào mà xấu như vậy cả, nhưng sẽ có những con trường hợp như thế. Anh em lưu ý mình như thế nhá. Bên phía dưới là một chiếc iPhone, chúng ta nên xem hai con máy cùng lúc để xem chiếc iPhone này nó có đều, có giống nhau hay không, có cái phông có chuẩn với nhau hay không. Chữ S dưới này cũng vậy, bởi vì là nhiều trường hợp người ta in lại nó có một cái phông không chuẩn. Xem những cái chữ ký tự này Design by Apple in California hay gì có đúng chính tả hay không. Đấy, rất là quan trọng, nhiều trường hợp in lại sai chính tả, chắc chắn là không phải chuẩn luôn. Đó là hàng ngoài, đúng không anh em? Đấy, ngay từ vỏ bên ngoài là chúng ta nhận đã nhiều rồi nhá, đúng không? Mặt trước này, tất cả những máy mà màu vàng, màu bạc, màu hồng ở đây thì mặt trước hoàn toàn nó là màu trắng nhá. Đây, anh em nhìn thấy không? Đó, mặt trước hoàn toàn màu trắng này, chỉ duy nhất một chiếc màu sáng là một chiếc màu đen thôi. Và tương tự như vậy, những phím home của chúng ta cũng sẽ là như thế. Và những phím home này sẽ có viền xung quanh phím home sẽ đồng màu với màu máy, màu vàng này, màu bạc này, viền màu hồng này. Chiếc ốc ở dưới này cũng vậy. À, chúng ta cần lập đấy nhìn nhá. Hiện tại bên mình đã dán tem hết rồi, nhưng anh em cũng hiểu lúc nào là chiếc ốc ở bên dưới này cũng sẽ đồng màu với lại cả cái màu của cái viền luôn, vàng này, màu hồng này. Ở dưới chiếc máy kia là màu bạc, chiếc máy màu xám này nó sẽ là màu bạc nhé. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái viền của cái chân sạc này cũng sẽ đồng màu là màu vàng này, màu bạc này. Đây, chiếc máy này nó sẽ là màu bạc. Và chiếc máy này cũng sẽ là màu bạc luôn. Đây, màu vàng hồng này. Đấy, là viền của cái chân sạc này cũng như vậy. Anh em lưu ý với mình là như thế nhá. Toàn bộ nó là như vậy, mới là chuẩn. Đó. Mặt đằng trước thì sao? Lại nó lại mặt đằng trước này. Viền phim hôm rồi đúng không? Chúng ta sẽ nhìn kỹ lại những cái phần xung quanh của những cái này, xem là nó có lộ một cái gì điểm gì khác ở trên cái này hay không. Này. Bởi vì rất là nhiều trường hợp các ông ấy sửa ấy, là các ông bắt ốc dài quá, nhiều khi nó in mất, nó sẽ làm những cái vết như ở nhỏ chỗ này.
làm cái miếng màu trắng này sẽ có một cái vết màu khác, thế nên là những cái máy đấy anh em không nên chọn. Hoặc là những cái kính lởm ấy, người ta sẽ ép nó sẽ có những cái màu khác, anh em không nên chọn. Như chiếc máy màu đen cũng vậy, là chúng ta rất là khó nhìn thấy cái phần camera và cảm biến ở đây, đúng không? Đấy, nó sẽ có cảm biến trên đây và camera ở đây, khó nhìn đấy, còn màu đen. Nhưng chúng ta xoay kỹ xem nó có một cái màu khác hay không. Và cái màn hình của nó rất là đen anh em nhé. Những cái màn hình fake, màn hình rẻ tiền thì nó sẽ không được đen như này đâu, và nó sẽ hơi bóng bóng màu trắng trắng. Em lưu ý là màn hình rất đen, chúng ta có thể tắt một chiếc màu đen đi, chúng ta nhìn thấy như là một khối luôn. Đấy, bật lên thì mới biết đây là màn hình, đúng không? Đây, mình sẽ tắt lại cho anh em xem nhé. Như là một khối luôn, đó, thấy không? Bởi vì đây là những màn hình cao cấp rất là đen luôn. Đấy, tấm nền nó rất là xịn luôn. Đây, và bao giờ nữa thì màn hình cũng sẽ xước xước một chút rồi, bởi vì những chiếc máy này đã sử dụng, anh em không nên đòi hỏi nó quá đẹp nhé, bởi vì chiếc máy nó rất là lâu rồi. Đấy. Và việc chúng ta cầm lên trên tay, chúng ta sẽ cùng miết tay vào màn hình này. Đây, miết tay vào màn hình này. Xem nó có bị cộm hay không, cùng bóp những góc này xem nó bị bập bềnh hay không. Đấy. Bởi vì là những chiếc máy này đã được tháo ra và thay pin là đa phần rồi, bên mình đã từng làm rồi, nhưng bên mình sẽ lắp lại rất cẩn thận, bởi vì vẫn dán răng bình thường. Thế nên rất là chặt chẽ anh em nhé, rất là xịn luôn. Đó, anh em mua máy là lưu ý như vậy, và tất cả là răng zin hết, màn hình zin hết thì chúng ta sẽ vuốt là chúng ta sẽ rất là liền. Nó sẽ không hề cộ lên một chút nào cả. Đó, anh em vuốt thoải mái luôn, máy nào anh em cũng vuốt được như thế. Đấy, và vật cuối cùng là chúng ta xoay bên ngoài, chúng ta nhìn kỹ xem những camera này nó có bụi hay không này. Đấy, màng loa có hay không, mà nó có và cũng cũ nha. Camera sau nó có bụi hay không, kính để vào lát bên trong nó có bụi hay không thì là ok. Cái vấn đề là chúng ta đã xem bên ngoài là chuẩn rồi, đúng không? Đó, mục tiếp theo là chúng ta sẽ cùng bật vào bên trong để cùng xem. Đó, cái nha, bao giờ nha cũng sẽ phải thay pin rồi, bởi vì ta lâu năm rồi chúng ta nhìn thấy pin 100%. Anh ơi, máy điện thoại này pin 100%, máy pin zin không? Cửa hàng nói pin zin anh em, không có chuyện đấy đâu anh em ạ. Pin thay rồi, nhưng mà 100% bởi vì máy này ra rất lâu rồi, thế nên đa phần là bị thay pin rồi nhá. Những cửa hàng đã thay pin rồi thì cứ yêu cầu đi tháo cho em xem bên trong xem thế nào. Nếu mà họ không tháo thì ông sang thôi xem bên ngoài. Còn nếu được tháo thì tốt quá, bởi vì bây giờ tháo ra bên trong là chúng ta xem là ok hết rồi. Bật sáng màn hình lên nhá. Ok, chúng ta sẽ cùng xem những cái mép này này, những cái viền màu đen này. Đấy, xem nó có đều hay không, những cái màu đen nó có đều hay không. Màu đen bên này thì ít quá, màu đen bên này to quá thì máy này bị ép kính và cái ông thợ ông làm không cẩn thận. Thế nên là những cái mép này nó sẽ không liền mạch. Đấy, chúng ta sẽ nhìn nó rất là đều nhá, rất đều nhau này. Đây. Đấy, chúng ta nhìn thấy hai cái mép màu đen rất đều nhá. Cái màu đen thì khó nhìn này. Cái màu đen rất khó nhìn bởi vì nó đen hết rồi còn đâu. Chúng ta sẽ không nhận được. Nhưng cái màu trắng là gì này? Đó, nhìn nhau. Rất là đều nhau. Đó. Thì ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong để chúng ta kiểm tra. Đây, thì chúng ta kiểm tra là phiên bản AI này, kiểu máy là 6S này. Đấy, như vừa giờ thôi, A1687 trùng nhau A1687 đúng không? Là ok. Những chức năng khác thì mình sẽ không nói nhiều nữa, bởi vì anh em có lắp SIM anh em test gọi đâu, bởi vì nói sẽ mất rất là nhiều thời gian của anh em. Bây giờ mình sẽ copy cái số SIM number nhá. Mình sẽ vào trang chủ của Apple nào. Check iPhone. Mình nói lại nữa, anh em không vào một cái trang nào hết mà chúng ta chỉ có vào trang chủ của Apple thôi. Để chúng ta check thì mang tính chính xác nhá. Chúng ta paste ở đây nào. Giá này. M này, F này. L này, A này. Đó. Ok chưa? Chúng ta đã có một ngày kích hoạt hoàn toàn bình thường. Và anh em lưu ý một điều với mình này, ở trên hiển thị của chiếc Apple này nó sẽ không hiển thị màu đâu nhé. Thế nên là nó mặc định một chung là màu bạc. Những chiếc điện thoại iPhone 7 Plus thì hiện mặc định là chung là màu đen, và những chiếc 8 Plus nó sẽ một dãy máy ở đây. Thế nên anh em lưu ý là rất là nhiều anh em thắc mắc mình tại sao ở trên này nó là màu bạc mà máy của em nó màu vàng, mà không có việc đấy đâu anh em ạ. Bởi vì trên này nó không báo màu. Đó, mình chỉ báo như thế thôi. Đó là bây giờ là chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem là ngày kích hoạt là ngày nào, bởi vì đây là hết bảo hành rồi đúng không? Hai ngày hết bảo hành rồi. Nhưng có một ngày mua hợp lệ đúng không? Nếu muốn kiểm tra ngày kích hoạt là ngày nào, ok chưa? Rất đơn giản thôi, mình hướng dẫn anh em nhiều rồi. Chúng ta sẽ đăng nhập iCloud vào. Đây, như là nhập iCloud nhá. Và chúng ta sẽ vào cái trang là My Support. My Support. Đây. Đó, chúng ta sẽ vào trang này. Và chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản iCloud mà chúng ta đăng nhập vào chiếc máy này vào đây. Đây này. Ok nhá, khi chúng ta đăng nhập thành công ấy thì chúng ta sẽ vào nhìn cái mục gọi là My Device và chúng ta sẽ tìm đến chiếc 6S của chúng ta. Đó, mình sẽ đăng nhập rất là nhiều máy để chúng ta nhìn thấy không? Đây là một chiếc iPhone 6S nha, chúng ta sẽ ấn vào đây này. Đấy, thì nó sẽ báo ngày kích hoạt của chiếc máy này là như thế nào. Đây chúng ta có nhìn thấy này. Đây là ngày kích hoạt, đó là 31 tháng 1 của năm 2016. Chúng ta sẽ được ngày kích hoạt như thế này là ok nhá. Với những chiếc máy mà anh em có thể nhìn thấy đó là 1978 chẳng hạn. Thì đấy là chiếc máy mua cốt từ lock bên quốc tế thôi, cũng không sao cả.
cứ báo được như này là ok, chúng ta có thể xem được cái ngày kích hoạt chuẩn của nó là 31 tháng 1, nó là 16. Nhưng chiếc máy là báo được cái ngày kích hoạt thế này này là những chiếc máy đa phần nó là quốc tế rồi, nên anh em cứ yên tâm mà lựa chọn thôi. Đó, những chiếc máy này ấy, thì ngày xưa nó có trường hợp là bị lóc lại, thế nên là anh em mua máy xong để đề phòng nó có bị lóc lại và có bị iCloud ẩn hay không, chúng ta sẽ tiến hành đặt lại là được, đúng không? Đặt là chung mà chúng ta sẽ đặt lại nhá, là ok. Còn để trải nghiệm chiếc máy này có gì vui hay không ấy, thì bây giờ mình sẽ cùng cho anh em xem để nó khả năng chơi PG của nó nhé, ở cái mức độ như nào đó, để cho anh em biết là đối với mức 4 triệu chúng ta mua được những cái máy của iPhone chúng ta chơi game. Cái này ra đời cái đấy rất là lâu rồi, kích hoạt của năm 2016 rồi, đến bây giờ là 4 năm rồi nhưng chúng ta chơi game rất là ngon, và máy ra mắt năm 2015 là 5 năm rồi đó. Đây chúng ta nhìn thấy không, nhìn màn hình PUBG rất là ngon. À, một vấn đề nữa là anh em lưu ý này, hiện tại lên chiếc máy này ấy, nó có cái sự rất là bị hay thay màn hình ngoài rồi, thế nên ấy, nếu anh em chơi mà cho anh em cảm thấy cái màn hình nó không đẹp, màn hình rất là gai mắt, thì anh em cứ lưu ý đấy có thể là màn hình thay nhá. Bởi vì anh em có thể nhìn thấy màn hình của những chiếc 6S Plus này dù có bao nhiêu năm nữa nó vẫn cứ thật và vẫn cứ rất là đẹp nha. Đây mình sẽ cùng cài đặt xem nào. Đây phần đồ họa này, HDR được không nhỉ? À không, HDR được này, HDR được luôn. Đấy, tốc độ khung hình mình sẽ để cao nhá. Đấy, hình ảnh là để như thực đi, ok. Chúng ta vẫn rất có một cấu hình rất là tốt luôn. Đó, chúng ta lại nhìn thấy chơi game rất là mượt luôn này. À, hơi giật một chút rồi. Đó, nhưng mà vào chơi nó rất là mượt này. Đấy, đối với chiếc máy này thì chúng ta chơi PUBG cũng khỏi suy nghĩ luôn. Bởi vì tay cầm rất là thoải mái, đúng không? Đó. Tay cầm rất là thoải mái này. Đó, ok chưa anh ạ? Ngon, nó để đấy. Đó. Đấy, thế anh em thấy không? Nếu trong trường hợp anh em muốn có tầm 4 triệu, anh em muốn mua một chiếc máy để anh em chơi game ấy, thì mình đây là một trong những lựa chọn khá là ok. Bởi vì thứ nhất là nó là iPhone, thứ hai ý, màn hình nó rất là đẹp, vẫn rất là đẹp này. Thứ ba nữa là những chiếc máy này ý, nó rất là bền luôn, để anh em chơi được thoải mái. Và quan trọng nhất là bên mình là bảo hành cho những chiếc máy này có thể lên 1.1 lên 12 tháng. Thế anh em mua mà anh em yên tâm nhất anh em nâng cấp 1.1 12 tháng, lỗi trong vòng 12 tháng anh em sẽ được đổi với khác. Trong trường hợp anh em không chịu đổi những chiếc máy này, anh em có thể lên đời thoải mái luôn. Đó, đó là những cái mà mình muốn nói đến anh em biết. Đó, chơi game thì ok, ổn và rất là chơi rất là sướng luôn. Đó, anh em nhìn thấy không? Cầm trên tay rất là thoải mái và tất nhiên là quả táo mà rất là sang đẹp và đẹp luôn. Để mua hàng cái chiếc máy này ý, thì anh em có đặt hàng thì nó sai bên bmm.vn nhá. Anh em có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 02562789 để đặt hàng. Và anh em có thể quay trực tiếp shop bên mình là 170 Lạch Tray tại Hải Phòng nhá. Đó, bên mình sẽ ship COD toàn quốc cho những anh em không ở Hải Phòng nhận được hàng kiểm tra mới phải thanh toán. Thế nên yên tâm, anh em xem mà anh em thấy hay ý, thì cho mình một like, chia sẻ ra ngoài cho mọi người xem để mọi người biết có những chiếc máy giá chỉ 4 triệu iPhone rất là ngon như thế này. Đó. Và anh em cứ subscribe kênh YouTube nha, mình sẽ giới thiệu rất là nhiều máy hay cho anh em để anh em lựa chọn, rất nhiều cách để anh em chọn được những chiếc máy tốt, đúng không? Cảm ơn xem clip nha, chào tạm biệt anh em.